Bài thứ hai, quán bất tịnh. Mở đề: trong thế gian này không có ai là không tham sống. Sự tham sống này vô cùng mãnh liệt vì nó được di truyền tiếp nối từ muôn vạn thế kỷ cho đến nay. Vì tham sống nên chúng sinh tìm hết mọi cách để được sống, để trao dồi thân mạng và để di truyền sự sống. Vì tham sống nên người ta bất chấp cả sự bất công, phi lý và tàn nhẫn xấu xa mà mình có thể phạm đến đối với những người và vật khác nhau ở chung quanh. Vì tham sống, người ta đã không từ chối hiếp đáp, giành giật, cướp bóc, chém giết đồng loại, và có khi cả đến những đồng bào thân thích nữa. Tóm lại, sự tham sống là một nguyên nhân chính của khổ đau, tàn phá và chết chóc. Vả lại, càng tham sống bao nhiêu lại càng sợ chết bấy nhiêu, mà đã sợ thì không bao giờ có thể vui được. Hơn nữa, có ai sợ chết mà thoát được chết đâu? Đã có sống thì tất phải có cái trái lại là chết. Chúng ta thấy đó, lòng tham sống đem lại cho ta biết bao hậu quả tai hại, buồn thảm, xấu xa. Nhưng cuộc đời thân mạng thật có quý báu, thật có xứng đáng cho chúng ta tham lam mến muộn đến thế không? Để xét đoán đúng đắn giá trị của thân mạng, Đức Phật dạy chúng ta thực hành một pháp quán. Pháp quán đó mệnh danh là quán bất tịnh. B. Chánh đề. Phần 1. Định nghĩa. Bất tịnh nghĩa là không sạch sẽ trong lành. Quán bất tịnh tức là quán sát một cách tỉ mỉ cùng tột thân con người để nhận thấy rõ rằng nó là không trong sạch như hầu hết người đời đều lầm tưởng. Phần 2. Quán bất tịnh như thế nào? Trong bài thứ 7 của tập Phật học phổ thông khóa 3, chúng ta đã được biết sơ qua về pháp quán bất tịnh như thế nào rồi. Nhưng trong bài đó, chúng ta chỉ mới biết một phần của pháp quán bất tịnh mà thôi. Nghĩa là hành giả muốn thấy thân xác là bất tịnh như thế nào thì vào thi lâm, rừng bỏ xác người chết để quán sát. Nhưng quán sát như thế cũng chỉ mới biết một phần của cái thân bất tịnh này mà thôi. Hơn nữa, cái phần ấy cũng không phải là phần quan trọng, vì nó thuộc về giai đoạn sau khi chết. Nhất là đối với hạng người có quan niệm chết là hết, thì quán thây ma như thế chưa phải là phương thuốc màu nhiệm để họ nhàm chán cái thể xác của mình và của người khác. Muốn cho họ nhàm chán ghê tởm cái thể xác thì phải chỉ cho họ thấy tận mắt cái bất tịnh của nó, từ khi nó bắt đầu thành hình cho đến khi nó bị hủy hoại, từ trong cho đến ngoài, từ thể cho đến tướng. Để sự quán sát được rốt ráo, hành giả phải chia ra làm năm phần tuần tự như sau: quán chủng tử bất tịnh, quán trụ xứ bất tịnh, quán tự tướng bất tịnh, quán tự thể bất tịnh, quán chung cánh bất tịnh. Dưới đây chúng tôi sẽ lần lượt giải rõ năm phần quán trên. 1. Quán chủng tử bất tịnh. Chủng tử là một hột giống, là yếu tố hay nguyên nhân để phát sinh. Sự vật nào cũng có nguyên nhân của nó. Thân ta là vật hữu vi, dĩ nhiên cũng phải có chủng tử của nó. Chủng tử của thân mạng gồm có hai phần: phần tinh thần và phần vật chất. Phần tinh thần này cũng gọi là phần thức. Thức này là nơi dung chứa tất cả nghiệp nhân lành dữ của thân, khẩu, ý trong quá khứ. Vì thế nên cũng gọi là tạng thức. Tạng hay tàn nghĩa là nơi chứa nhóm. Khi con người chết, cái tạng thức ấy vẫn còn, và theo nghiệp lực thiện ác của nó mà dẫn sanh ở các loài, hoặc trầm luân hoặc giải thoát. Nó là chủ nhân ông của kiếp sống, là sanh lực của loài hữu tình. Cái tạng thức hay thần thức này lẽ dĩ nhiên là không bao giờ trong sạch cả, vì nó là kết tinh của những nghiệp nhân phiền não, tham sân si. Hễ tham sân si là nhiễm ô, là bất tịnh.
Đã bất tịnh thì tất phải tìm bạn bất tịnh mà kết giao. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thần thức này để thể hiện một đời sống khác đã gá vào, hòa mình vào một chất bất tịnh. Chất ấy tức là cái điểm hòa hiệp của tinh cha quyết mẹ. Nói một cách khác rõ ràng hơn, tức là cái thai mới kết tụ vậy. Mà tinh huyết là gì? Chính là hai chất hôi tanh ở trong con người. Sự bất tịnh của nó tưởng không cần nói, ai ai cũng đã rõ. Xem thế thì đủ biết cái chủng tử, cái điểm khởi đầu của một thân mạng con người, từ tinh thần cho đến vật chất đều là nhiễm ô bất tịnh cả, không có gì đáng để tự hào và quý chuộng. Trong khi quán, hành giả phải vận dụng, tập trung ý lực để tưởng tượng một cách rõ ràng như thấy trước mắt tất cả sự bất tịnh của chủng tử, để mà nhàm chán thân người, dẹp lòng tham luyến. 2. Quán trụ xứ bất tịnh. Trụ xứ là chỗ ở. Như chúng ta đã thấy ở đoạn trên, chủng tử cái thai hay con người mới cấu thành là một khối hôi tanh, thì nơi ở của nó cũng không trong sạch. Kẻ xấu xa dơ bẩn thì tìm hoàn cảnh xấu xa dơ bẩn mà sống. Đó là một lẽ thường, không có gì là khó hiểu. Nói một cách rõ ràng hơn, chỗ ở của cái thai mà chúng tôi muốn nói đây tức là cái bào thai. Cái bào thai không nói ai cũng biết là một cái bọc chứa đầy máu nhớt tanh hôi, dơ bẩn. Cái bào thai nằm lẫn lộn và lớn dần trong cái bọc bé nhỏ dơ bẩn ấy, như trong một cái ngục tối. Nhưng trong ngục, dù sao cũng còn có khoảng trống để xê dịch, còn có cửa thông hơi để ánh sáng và không khí lọt vào. Chứ trong bào thai, thì cái thai phải nằm co đúc lại, đẫm mình trong những chất nước, máu và nhớt vô cùng tanh hôi, và không có được một chút không khí hay ánh sáng mặt trời lọt vào. Cái thai phải sống trong hoàn cảnh ấy không phải chỉ một ngày, một tuần hay một tháng, mà phải đến 9 tháng 10 ngày mới thoát ra được. Không trách gì, khi mới ra chào đời, nó đã khóc thét lên. Cụ Ôn Như Hầu, Nguyễn Gia Thiều thì bảo nó: khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu. Nhưng theo chỗ chúng tôi nghĩ, nó khóc vì thiết tha cho sự thế vô thường thì chỉ một phần, mà khóc vì tuổi cực, khóc để phản đối sự giam cầm quá lâu lắc, quá tàn nhẫn, quá thiếu vệ sinh, quá mất nhân phẩm thì đến 10. Vậy quán trụ xứ bất tịnh có nghĩa là vận dụng toàn lực ý niệm để nhận chân một cách rõ ràng như thấy trước mắt cái dơ bẩn, cái bất tịnh của bào thai là chỗ ở của chủng tử. Hầu dẹp lòng rạo rực ham muốn tham đắm sắc thân người. 3. Quán tự tướng bất tịnh. Sau khi đã thoát bào thai mà ra chào đời bằng những tiếng khóc, đứa bé bắt đầu sống một đời sống riêng biệt, có đầy đủ giác quan để tiếp xúc với ngoại cảnh, có đủ bộ phận cần thiết để điều hòa cuộc sống thể xác của mình. Những giác quan bên ngoài và bộ phận bên trong ấy thường bài tiết những chất dơ bẩn hôi hám. Do đó, ta biết rằng cái thân này không trong sạch. Vậy quán tự tướng bất tịnh là quán những hình tướng không sạch sẽ mà mỗi người đều có thể nhận thấy được khi nhìn qua cái hình tướng bên ngoài của xác thân. Trong mỗi thân xác, ngoài những lỗ chân lông thường bài tiết những chất mồ hôi là những thứ nước gần giống như nước tiểu, còn có 9 lỗ nữa, mỗi ngày cũng tiết ra nhiều chất nhơ nhớp, hôi hám, gớm ghiếc. 9 lỗ ấy là đường đại, đường tiểu, miệng, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi và 2 con mắt. 9 lỗ này chẳng khác gì 9 cái cống, lớn có, nhỏ có, để tải những thứ nhơ nhớp trong người ra. Nói một cách không quá đáng thì 9 lỗ cống này còn dơ hơn cả những lỗ cống ta thường thấy ở các đô thị nữa. Thật thế, một lỗ cống dơ nhất cũng chỉ chứa đựng những thứ như nước tiểu, phẩm đờm, mũi giải ghèn. Nhưng ít ra những thứ ấy cũng còn pha trộn và chảy thêm với nước lã. Chứ 9 lỗ trong người chúng ta chỉ bài tiết rạch những thứ nguyên chất nói trên mà không pha trộn với nước lã như ở các lỗ cống. Đấy là mới nói khi thân xác còn đang mạnh khỏe cường tráng.
Chỉ khi đau ốm già nua, thân xác không tự làm chủ được nữa, thì những lỗ ấy tự động xuất phát hay tự do để cho các thứ dơ bẩn trong người chảy ra, thì lại càng ghê gớm hơn nữa. Những lúc ấy thì những nguyên chất nối trên lại càng hôi hám, ung độc không khí một cách gây gắt, khó thở hơn nữa. Những điều chúng tôi nói trên đây không phải là quá đáng. Nếu bình tâm mà xét, chúng ta sẽ thấy thân của mỗi chúng ta thật đáng ghê tởm. Nhưng ít khi chúng ta thừa nhận như thế, vì từ lâu đời lâu kiếp, với tánh mê chấp, với tâm tham đắm, nhãn quan của chúng ta như có một bức màn nhung lụa phủ ngang, nên chúng ta trông cái gì cũng thấy đẹp. Và cho đến khi bức màn ấy đã bị xé toang rồi, sự thật xấu xa dù có bày ra lộ liễu trước mắt, chúng ta cũng bàng hoàng không cho là thật. Vì thế cho nên hành giả muốn thành công và nhàm chán cái thân này, phải quán tưởng nhiều lần từ ngày này sang ngày khác, cho đến khi nào nhận thấy một cách rõ ràng thân này quả thật là bất tịnh mới thôi. 4. Quán tự thể bất tịnh. Như chúng ta đã thấy chính lỗ cống trong người, mỗi ngày bài tiết không biết bao nhiêu là thứ nhơ nhớp. Vậy chắc chắn bên trong thân xác, những chất liệu cấu kết nên thể xác chúng ta cũng không trong sạch được. Vậy quán tự thể bất tịnh là quán sát cái thể chất của thân người để nhận thấy nó bất tịnh như thế nào. Thể chất của con người đại khái gồm có 3 chất: chất cứng như xương, tóc, lông, móng tay, vân vân; chất lỏng như máu, nước miếng, nước mắt, vân vân; chất sệt không cứng mà cũng không lỏng như mỡ, óc, tủy, vân vân. Trong các chất ấy, dù cứng, mềm hay lỏng cũng chẳng có thứ nào là trong sạch. Về chất cứng như tóc chẳng hạn, là một vật mỹ quan để trưng diện trên đầu, thế thường ai cũng quý nó. Nhưng nếu không săn sóc nó một cách chu đáo, không sửa soạn nó một cách công phu, nghĩa là không trăm cài lược dắt, không chải chuốt gội rửa, tức ướp nước hoa, mà để bê tha cho nó tự do quét bụi, tự do dầm sương giải nắng, tự do rúi nùi lại để làm ổ cho trứng chí sinh nở, thì dù cho không xua đuổi, người ta cũng chạy dài không dám lại gần. Đó là chưa nói khi nó bị đốt cháy hay rời da đầu, rơi vào thức ăn hay vào trong miệng thì thật là nguy hiểm vô cùng. Tóc là thứ ở nơi cao quý của người mà còn bất tịnh như vậy, thì những thứ khác như ruột gan vân vân lại còn bất tịnh biết chừng nào. Về chất lỏng thì nước miếng là sạch nhất, vì nó được ở trong miệng, là nơi hằng ngày được lau chùi súc rửa nhiều nhất. Thế mà lúc ra khỏi miệng, dù là của kẻ khác hay của chính mình, rủi bị dính vào mặt, vào áo, thì ta liền có những cử chỉ tỏ rõ sự nhờm gớm ngay. Về chất sệt thì não là phần quan trọng và được ở trong đầu óc, là nơi cao quý nhất. Nhưng thử tưởng tượng khi chúng ta đi xe hơi chẳng hạn, rủi bị tai nạn, người ngồi bên cạnh ta bị bể đầu, não trắng như đậu hũ tung tóe vào mặt mày chúng ta, thì chắc chắn những người thiếu bình tĩnh sẽ chết giấc vì ghê gớm. Chỉ đơn cử một vài ví dụ trên cũng đủ thấy rõ được cái bất tịnh của những chất cấu tạo thành thân thể chúng ta. Nếu nói nhiều hơn nữa, lại càng thấy bất tịnh nhiều nữa, và chắc chắn một số quý vị độc giả sẽ nhờm gớm mà không đọc tiếp nữa. 5. Quán chung cánh bất tịnh. Chung cánh ở đây là muốn nói cái giai đoạn hư hoại của thân người sau khi trút hơi thở cuối cùng. Vậy quán chung cánh bất tịnh nghĩa là quán cái bất tịnh của thân người sau khi chết. Đây là thời kỳ chung kết của mấy mươi năm sinh trưởng của thân thể. Trong kinh Đức Phật đã bảo, thân người do tứ đại giả hiệp mà thành. Như thế dĩ nhiên khi chết, xác con người phải trả về cho tứ đại. Trước hết là hơi thở trở về với phong đại, kế đến là hơi ấm trở về với hỏa đại, tiếp theo là chất lỏng trong người trở về với thủy đại, và cuối cùng chất cứng và sệt như thịt xương hóa lẫn theo địa đại. Nhất là hai thứ này, trong thời kỳ mềm hư tan rã
thì trên thế gian này không còn thứ gì nhơ nhớp hôi hám ghê tởm hơn nữa. Dù cho xác chết trước kia là người thân mến nhất đời, nhưng để 5-7 ngày chưa kịp tửng liệm chung cất thì ta vẫn ghê tởm, không thể đến gần bên cạnh mà không bịt mũi. Sự thật tàn nhẫn này được phơi bày nhan nhản khắp nơi trong những giai đoạn chiến tranh. Nói một cách tổng quát, từ kẻ sang đến người hèn, từ kẻ giàu đến người nghèo, từ kẻ già đến người trẻ, từ kẻ đẹp đến người xấu, ai ai đến giai đoạn chung cánh này cũng chỉ có một mùi giống nhau, mùi hôi, một chất như nhau, chất thúi. Cái bất tịnh của con người trong giai đoạn kết thúc này đã rành rành, tưởng không cần phải giải bài thêm nữa. Giả lại, trong bài thứ 7 của tập Phật học phổ thông khóa thứ 3 cũng đã nói một cách tường tận đến cái bất tịnh của thân người trong giai đoạn này rồi. Nếu quý độc giả nào không nhớ, xin hãy đọc lại đoạn ấy. Tóm lại, qua 5 giai đoạn quán bất tịnh này, chủng tử, trụ xứ, tự tướng, tự thể và chung cánh, chúng ta đã có một quan niệm rõ ràng chân xác về cái bất tịnh của thân người. Cả một thời gian đằng đẵng từ lúc đầu thai đến khi bị vùi xuống đất, quả thật thân người không tìm thấy một tí gì là thơm sạch. Dầu có tài hùng biện đến đâu, cũng không ai có thể ngụy biện cho cái thân bất tịnh trở thành thanh tịnh được. Phần 3. Mục đích và lợi ích của quán bất tịnh. Có người sẽ hỏi, tại sao trong khi cuộc đời đã xấu xa đau khổ, Đức Phật lại còn dạy thêm cho người ta thấy cái dơ bẩn nhớp nhúa của thân người làm gì? Tại sao không cho người đời có cái ảo ảnh rằng thân người là đẹp đẽ trong sạch, để họ có thể tự an ủi và quên lãng một phần nào cái xấu xa của kiếp người, mà lại làm cho đời thêm chán chường tuyệt vọng khi nhận rõ cái thân bất tịnh của mình? Trước tiên, chúng ta phải nhận định dứt khoát rằng đạo Phật là đạo như thật, đạo của chân lý. Đức Phật không muốn lừa phỉnh chúng sinh, lấy xấu làm tốt, lấy dở làm hay, hoặc trái lại. Thứ đến, chúng ta đừng bao giờ quên rằng chính cái vọng tưởng rằng thân người là thơm sạch đẹp đẽ đã gây tai họa lớn cho người đời. Vì lầm tưởng thân người có giá trị quý báu, nên đối với chính thân mình thì người ta nâng niu cưng dưỡng, tìm hết mọi cách không từ một hành vi xấu xa nào để nuôi dưỡng phụng sự nó. Đối với thân người khác giống thì say mê đắm đuối, tìm mọi cách để chinh phục làm của riêng của mình. Vì sự đánh giá lầm giá trị, tham đắm sắc thân giả dối ấy mà cuộc đời chung cũng như cuộc đời riêng đã xấu xa lại càng thêm xấu xa, đã đen tối lại càng thêm đen tối. Lại nữa, khi đã đánh lầm giá trị, lấy xấu làm đẹp, lấy dở làm hay, lấy thúi làm thơm, thì tất nhiên cái đẹp, cái hay, cái thơm chân thật sẽ bị bỏ rơi, không còn được biết và dùng đến. Loài người vì đã tham đắm cái xác thân nhỏ hẹp, xấu xa ngắn ngủi mà bỏ mất cái tâm rộng lớn, đẹp đẽ trường tồn. Vậy Đức Phật khi đã xé tan cái màn ảo ảnh bao bọc xác thân và làm lộ nguyên hình cái xác thân bất tịnh, là nhắm mục đích, hướng tầm nhìn và sự hoạt động của kẻ tu hành vào cái giá trị chân thật đẹp đẽ, rộng lớn và trường tồn hơn. Nhưng chúng ta cũng đừng nên kết luận một cách sai lầm rằng cái thân này đã là bất tịnh thối tha thì hãy diệt ngay nó đi, như 50 vị tỳ kheo đã làm sau khi nghe Phật thuyết pháp về cái thân bất tịnh. Làm như vậy đã là xét đoán một cách nông nổi máy móc. Đừng khinh trong túi đất dơ không có ngọc, chớ cho trong bể nước mặn không có vàng. Chớ nên tưởng rằng trong thân bất tịnh này không có Phật tánh, mà đi tìm Phật tánh ở đâu xa. Đức Phật thường dạy, mỗi chúng sinh đều có Phật tánh. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài lại phát minh Phật tánh bất sinh diệt trong trái sinh diệt. Phật tánh hay tánh bất sinh diệt là căn bản tinh thần của ta đó. Nó thì vô hình nhưng không mất lẫn lộn trong bất tịnh, mà thường vẫn thanh tịnh. Biết lợi dụng cái thân bất tịnh vô thường này mà tìm ra cái tịnh, cái thường, ấy chính là bổn ý của Đức Phật khi dạy pháp quán tưởng này.
C. Kết luận: chân tâm con người vẫn là tâm thanh tịnh, nó nằm sẵn trong xác thân bất tịnh của mỗi chúng sinh. Nhưng vì người đời bị phiền não tham sân si lôi cuốn vĩnh gạt, nên say mê quay cuồng đeo đuổi theo ngũ trần lục dục mà không thấy được cái bản tâm thanh tịnh. Muốn chặn đứng sự tham đắm quay cuồng ấy, Đức Phật dạy phải quán bất tịnh. Vậy quán bất tịnh có mục đích đối trị lòng tham sắc dục, chứ không phải để chán đời tự hủy diệt mình. Dứt trừ vọng niệm và giác ngộ Phật tánh, để tiến mạnh trên đường giải thoát cho mình và người. Nhưng vàng không tự nhiên nằm sẵn trong tủ, ngọc chẳng phải nằm khơi trên đất. Phật tánh cũng vậy, nó không tự hiến cho ta khi ta an nhiên ngồi đợi. Vì cái tu hành muốn thành tựu phép quán này để giác ngộ Phật tánh, cần phải gia công tu luyện, và nhất là phải trao dồi ba đức tánh sau đây. 1. Sáng suốt trí huệ. Đừng để cho dục vọng làm mờ mắt, lấy giả làm chơi, lấy xấu làm đẹp. Đừng hời hợt nhìn bên ngoài, mà phải sâu sắc nhìn hẳn vào bên trong. 2. Thành thật. Thấy thơm thì nói thơm, thấy thối thì nói thối. Đừng tự ái, đừng thiên vị, chỉ một mực tôn thờ sự thật, dù sự ấy làm cho ta đau lòng buồn tủi. 3. Kiên nhẫn. Phải bền tâm trì chí, đừng thấy khó mà ngã lòng, đừng thấy đường dài mà lùi bước. Ở đời không có một công việc gì tốt đẹp mà chẳng gặp khó khăn. Một nửa sự thành công là do ở kiên nhẫn. Nếu chúng ta có đủ ba đức tánh nói trên, nhất định ta sẽ thành tựu tốt đẹp trong pháp quán bất tịnh này. Hoằng pháp.